Chịu cười chịu má. Chị mẹ gom gầy, em có bảo gì đâu. Đấy nó bắt đầu. Chồng ơi. Ê. Tình về cho chồng tiền đấy. Cất lên túi. Không, vợ có mất. Cất lên túi chồng. Tam đê này, mợ ơi. Hả? Này đã bước được xoài rồi à? Kéo nhựa vào váy ơi. Nhựa vào đi nào. Ok chưa? Ok rồi. Để đây tí nữa ăn. Để đây. Để đây tí nữa chồng ăn. Để đây. Cảm ơn vợ nhá. Nhân tiện đây em có một chuyện em nói. Có một chuyện em nói nha mọi người. Nhân tiện em có một chuyện em nói. Chuyện về chiếc váy cưới của vợ em. Thì có nhiều người ốc xích vợ em, nói là vợ em thế nọ, vay may mắn với vợ em thế kia. Thì ở đây không có may mắn. Em nói với mọi người như này nhé, ở đây không có may mắn. Mọi người cứ thử nghĩ mà xem. Nếu không có Vidya, nếu không có Vidya thì mọi người sẽ không biết đến Đạt Villa nhiều. Những bạn ở bên Indo sẽ không biết đến Đạt Villa. Và nếu không có Đạt Villa thì mọi người ở Việt Nam sẽ không có nhiều người biết đến Vidya. Nên là sao? Bọn em yêu nhau, bọn em thương nhau, bọn em sẽ dành tình cảm cho nhau. Đấy. Nên là mọi người đừng có, mấy bạn đừng có so sánh hay mấy bạn đừng có gì hết. Bởi vì là bọn em đã là một rồi. Bọn em là một, vợ đã là vợ chồng thì của em cũng là của Vi, đúng không ạ? Nên là mọi người, em không muốn nói về mấy cái chuyện không hay này. Nên là mọi người đừng có toxic vợ em nhá. Vợ em làm gì đến tội mà toxic, đúng không? Nhìn đáng yêu kia, nhìn xinh gái kia mà nỉ vơ vẩn nhé, đúng không? Không có vợ em, không có những support của vợ em dành cho em mà không thì em đã không có ngày hôm nay. Và không có em thì rất nhiều người Việt Nam không biết đến Vidya. Nên là không có gì là ấy hết nhá. Nên mọi người đừng có áp đặt, đừng áp đặt cho bọn em, đừng áp đặt cho bọn em. Vợ nhỉ, đúng không? Đúng không? Vợ sinh gái vợ gần cho con một cái, không một cái trông làm gì, người trông làm việc. Tại sao vợ chưa trông đi? Chồng cô làm việc, vợ uống à? Bấm gì đấy? Có muốn tích trà này. Ui dồi ôi, chị tôi nhiều nhận thật mà. Chồng ơi, vợ không tiền à chồng? Đây tiền đây. Vợ không nè, chị tối tiền vợ ăn ly nè. Bowling à? Ồ. Hả? Có ăn cơm, có nè chị Thu Phương, chị tôi xem hôm qua. Ngày mai vợ không đi chơi. Đúng, ở nhà chồng gắt đi chơi, không sợ. Vợ ở đây nhá. Mọi người ăn ở đây nhá, mất nhé. Có bà chưa có ăn nhá. Ba giờ ăn à? Thế thì vợ chưa nhìn cái quả chồng vừa lai đầu lai. Chuột ở đâu đấy? Chuột ở đâu đấy? Ở đây này. Ở đây này. Con chuột ở đâu đấy? Vợ ăn đi. Chồng ăn rồi, chồng ăn nhiều rồi. Chồng ăn nhiều rồi. Ui chuột, chuột. Chua à? Cay à? Ngon rồi, có mà ngon. Không ngon. Không thêm, em chua chua nhiều hơn.